Good evening, guys. Hi, great to see you. Hi, guys. Hi, guys. Great to see you guys today. Hello. Yeah, nice to meet you. Nice to meet you guys. Are you okay? What did you study today? Yeah, hello, Ngọc. Hello. Các bạn nào vừa mới học ở trường xong không? Yeah. Hello, teacher. Hi, guys. Hello, everybody. Hello, teacher. Hello, guys. Can you tell me I'm a sus? Yes. Hello. Hello. Hello, Dũng. Hello, Phương. Yeah, nice to see you. Hello, teacher. Hello, everybody. Hello, guys. Hello, teacher. Hello, everybody. Hello, teacher. Did you guys do the homework? Không chưa. Rồi á. Yeah, that's good. That's really good. Yes. Good job, guys. Tí nữa cô sẽ cần có một xíu trao đổi về bài tập về nhà của mình. Okay. Pay attention, okay? Rơi ra. Bạn ăn tí chưa? Bạn Nguyễn Anh Minh, nếu mà con nói bậy thì thầy sẽ không cho con học đó. Ok. Đến nốt cái kiểu này đi nè. Hello guys. Nice to see you guys today. Let's wait for your friends, okay? Let's wait for your friends. You happy today? How was your day today? How was your day today? I'm happy. Ah, yeah, you were happy. Good job. How are you? I'm great. I'm doing great. Thank you. Hello, guys. Hello. Hello, teacher. Hello, guys. Hello, teacher. Hello, everybody. Hello, teacher. Okay. So now I think we can start. Yeah, guys. Hello, teacher. Hello, everybody. Hello. Yes, hi, everybody. Okay, I need to talk to you guys a little bit about the rules. Ah, hôm trước thì cô thấy là có nhiều bạn mới học buổi đầu tiên thôi. On Wednesday, có nhiều bạn chỉ mới học buổi đầu tiên hoặc là today is your first day, right? À, cho nên là cô nói một chút về những cái quy tắc trong lớp của mình. Thì đầu tiên thì về việc tắt mic thì đương nhiên cô sẽ tắt mic mọi người nè, để chúng ta có thể nghe được cô nói rõ hơn. Và khi nào mà cô mời các bạn giơ tay phát biểu, ví dụ bạn nào giơ tay phát biểu đi, thì cô sẽ bấm cho các bạn. Và các bạn chỉ cần bấm vào cái nút này, unmute, có nghĩa là mở tiếng của mình lên đó. Các bạn cứ bấm vào cái nút này cho cô, nó sẽ hiện cái thông báo lên trên cái Zoom của con. Con chỉ cần bấm vào cái nút màu xanh unmute là mình có thể mở tiếng của mình được. Ok. Thì các bạn nhớ cái này nha, cô thấy có nhiều bạn vẫn còn hơi lúng túng một xíu trong cái việc mở tiếng. Thì cô lúc đấy cô đọc tên con lên thì con cứ việc mở tiếng lên, con cứ việc bấm vào cái nút này là mình có thể nói được rồi đó. Ok guys. And one more thing. Đầu tiên tiếp theo thì cô thấy là các bạn nào mà nếu mà các bạn muốn được mời giơ tay phát biểu, các bạn muốn được cô mời á, thì các bạn bấm nút raise hand nha. Bởi vì dạo gần đây thì cô thấy là khi mà cô mời những bạn mà có mở camera nhưng mà bạn không có bấm nút raise hand, khi mà cô mời thì bạn lại tắt cam và bạn chạy ra mất tiêu rồi. Chắc là bạn không muốn được mời đúng không? Cho nên là nếu bạn nào muốn giơ tay phát biểu, muốn phát biểu ý kiến của mình ấy, thì các bạn bấm cái nút raise hand nha. Cô sẽ mời những bạn nào mà bấm nút raise hand. Ok. À đây, và đây cô chỉ các bạn cái cách con bấm nút raise hand là ở trên cái thanh điều khiển của mình. Các con có nhìn thấy cái cuối cùng á, có cái chữ more, có cái chữ more. Thì các bạn sẽ làm gì? Các bạn bấm vào có cái phần reaction. Đây cô sẽ viết trên màn hình cho mọi người. Các bạn bấm vào nó sẽ có cái phần là reaction như thế này. Các con bấm vào chữ more rồi bấm vào reactions, nó sẽ có cái nguyên một cái chữ á, cuối cùng luôn là raise hand, có nghĩa là giơ tay phát biểu đó. Ok, raise hand. Thì các bạn bấm vào cái raise hand đó cho cô. Nếu mà các con muốn được cô mời để phát biểu thì các bạn bấm vào cái đấy. Thì cô sẽ dựa vào cái đấy để cô mời mọi người. Ok guys. Yeah, good job. I can see a lot of hands. Đây, cô thấy có rất là nhiều bạn đã bấm sẵn nè. Yeah, good job. Very good, guys. Well done. Các bạn cứ vào more, bấm reactions và bấm cho cô là gì?
là raise hands. À, các bạn nhớ nha, raise hand là cái cuối cùng luôn đó, nó có sẵn cái chữ luôn đó. Okay guys, good job, very good, well done. And one more thing, như cô nói, thầy cũng đã nói trong khung chat thì các bạn để ý nha. Điều số 4 rất quan trọng nha. Ok, thầy cũng đã nói trong khung chat nè, đúng không? Và cuối cùng là bài tập về nhà. Thì bài tập về nhà cô sẽ không có nói rõ ở đây mà cô sẽ đăng vào group Zalo. À, đây, cô có cái link group Zalo. Đây, nếu mà bạn nào chưa có vào group Zalo này thì tụi con mới bấm vào. Ok, còn nếu mà mình đã vào group, ví dụ như là mình đã vào group 1, 2 rồi thì mình không cần vào group số 3 nữa. Cái này chỉ dành cho ai chưa vào được group luôn. À, thì mình sẽ vào group này. Đây, cô sẽ đi vào phần chat box cho các bạn. Ở link đầu tiên là group Zalo và link thứ hai là group để tụi con nộp bài tập về nhà. À, đây là cái group ở trên Facebook để tụi con nộp bài tập về nhà. Ok, thì các bạn muốn nộp bài thì các bạn phải vào đây, thì các bạn đăng bài vào đây. Và một điều nữa thì cô muốn dặn mọi người nè, về cái việc mà tụi con nộp bài tập về nhà thì bắt đầu từ bây giờ các bạn phải nộp đúng cú pháp thì mới được chấm bài, mới được các thầy cô duyệt bài. Ok, thì đây cách mà tụi con làm đúng cú pháp. Thì ở đây cô đã thấy một số bạn nộp bài rồi nhưng mà các bạn chưa đúng cú pháp, cho nên là cô sẽ không thể tìm ra bài của mình được. Thì đây cô chỉ các bạn cái cách để nộp bài đúng cú pháp một lần nữa nè. Đầu tiên thì con sẽ viết họ và tên, con viết có họ và con viết tắt hay là viết như thế nào cũng được. Họ và tên và lớp của mình thì cái phần này con viết như thế nào cũng được. À, cái cách viết thế nào cũng được. Tên với lớp là không cần phải có họ, tên con với lớp thôi là được luôn. Nhưng mà cái này mới quan trọng nè, kèm theo đấy thì tụi con phải có hashtag. Hashtag cái dấu thăng á. À, và tụi con sẽ ghi cho cô là Miss Thư như thế này. Viết hoa, viết thường thì cũng được hết, miễn là phải ghi thế này. Cô thấy có bạn ghi cái hashtag này nó sát vào cái chữ thì cũng không được tính luôn. Nó không được tính là một hashtag. Cho nên các bạn nhớ là mình viết xong họ, tên và lớp của mình thì mình phải bấm dấu cách ra một cái rồi mình mới viết cái cuối cùng. Cái quan trọng nhất là cái hashtag của mình nè mọi người. Cái này mới là cái quan trọng nhất nè. Thì các bạn nào mà có đã nộp bài rồi đấy, à, mà tụi con bị sai hashtag thì tụi con có thể nộp lại nha. Đấy, họ, tên, lớp, sau đấy phải cắt ra nha mọi người. Miss Thư, và các bạn phải viết đúng cho cô như thế này. Nếu mà ai viết như thế này là không được nè. Viết như thế này là cũng không được. À, phải viết đúng như thế này cho cô. Viết hoa, viết thường gì cũng được luôn. Hoặc là nếu mà tụi con viết như thế này cũng không được. Nếu mà nó cắt ra thì nó không được tính là hai chữ này nó không có đi chung với nhau. Cho nên là các bạn nhớ là các bạn phải viết dính vào cho cô. Nguyên một cái này dính vào cho cô. MS Thư. Đấy, các bạn viết lại cho cô như thế này thì bài của mình mới được các thầy cô duyệt để cho cô chấm bài. Cho nên là hiện tại chỉ có mới có khoảng 4-5 bài thôi, bởi vì các bạn làm đúng cú pháp nên là mới có 4-5 bài thôi. Những bài nào mà bị sai cú pháp thì các con có thể về và nộp lại cho cô đúng cú pháp cho cô. Quan trọng nhất cái phần hashtag này đây, dấu thăng, rồi tụi con viết cái này ra, viết hoa viết thường gì cũng được nhưng mà phải viết y chang như vậy, không được viết là miss như thế này ha. Mình không viết như thế này bởi vì nó không có giống nhau. Cho nên các con nhớ là mình phải viết như thế này thì mới được duyệt bài nha. Ok, cô nghĩ chắc là các bạn cũng hiểu rồi đúng không? Bây giờ cô cho các bạn xem một vài bài mà các bạn làm đúng nè. Hiện tại thì chỉ có mới có vài bạn làm đúng thôi, làm đúng yêu cầu thôi. Đây, ở đây thì đây cô có bài của Trang nè, bài của Việt Phương này. Đó, các bạn thấy bạn viết viết như thế nào, cái chỗ trước cũng được nhưng mà phải cắt ra, rồi có dấu thăng Miss Thư. Ở đây cũng vậy, bạn Việt Phương cũng vậy nè. Đó, bạn viết là dấu cách ra rồi mới dấu thăng là Miss Thư nè. Đấy, các bạn thấy không? Đó. Đây, đấy. Miễn là cái dấu thăng nè, cái chỗ này nó phải tách ra. Các bạn nhớ là không có dính liền với cái chữ trước nha. Ở bên trong cái này thì nó mới dính liền nhau, nhưng mà những cái ở trước đó thì không dính liền được. Ok guys. Thì bây giờ cô sẽ chấm bài của mọi người nha. Bây giờ cô chấm bài của Phúc Nguyên trước nè. Are you here, Phúc Nguyên? Are you here? Hình như hồi nãy cô có nhìn thấy Phúc Nguyên này đúng không? Yes. Yeah, hello, nice to see you today. Well done. À, Phúc Nguyên trình bày bài rất là dễ hiểu, rất là dễ để chấm bài. Good job, very good. Bây giờ thì cô với các bạn cùng coi bài của Nguyên nha. Các bạn ở trên livestream mình cũng cùng xem bài của Nguyên. Sau đấy là tụi con thấy có lỗi gì thì tụi con có thể mình đọc theo, mình phát âm First, lại. Task 11, complete the sentences. 1. I am a farmer. I work on a farm. Good job. My brother is Đối a với kid. Phần này thì cô sẽ chấm sau. Ok Nguyên. Đối với phần này thì cô chưa nói là đáp án đúng hay sai, cô sẽ chấm sau cho con nha.
Còn ở đây thì chủ yếu cô sẽ sửa phát âm cho Nguyên. Ok Nguyên, yes. Ok. Ok, good job. Bây giờ các bạn cũng cùng cô nha. Bài này thì bạn nào nộp bài thì cô sẽ sửa đáp án cho từng bạn một. Còn đối với cái việc này ở trên lớp thì cô sẽ sửa chủ yếu là phát âm cho mọi người. Ok. He works at a school. Good job. My dad is a police officer. He works at a police station. My grandmother is a cashier. She works as a star. Okay, good job. My grandfather is a scientist. He works in a research room. Ừ, cái chữ này thì cô chưa nói là chữ này đúng hay sai, nhưng mà chữ này là chắc chắn là con viết chưa đúng. Con viết chưa đúng. Cái chữ này nó có nghĩa là nghiên cứu. Thì ở đây con sẽ viết như thế này. Và mình sẽ đọc là research. Research. Again, again, research. Research. Good job, yeah, good job. Và con thấy con bị thiếu mất letter R, đúng không? Ừ, Nguyên bị thiếu mất letter R. Okay, yes. next one. My uncle is a doctor. He works at a hospital. Ừ, các bạn thấy là Nguyên rất là chú ý âm đuôi nè, works nè, works nè. Bạn nói rất là rõ ràng. Good job, very good. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục nghe Nguyên đọc về cái này. À, và cô cũng sẽ không có chấm cái phần dưới. Phần dưới thì cô sẽ chấm cho Nguyên. Và các bạn sau, bạn nào có nộp bài thì cô sẽ chấm thẳng vào trong cái phần comment để các bạn biết đáp án nha. Ok, ở đây thì cô sẽ chấm cho mọi người cái phát âm. Bây giờ các bạn cùng nghe Nguyên nè. Circuit. My future career. À, chữ này nó có nghĩa là thay vì job, job là nghề nghiệp, job là nghề nghiệp đúng không? Thì career nó to hơn một xíu, nó có nghĩa là sự nghiệp của mình á. My future career. Again Nguyên, my future career. À, career, đúng rồi, one more time, career. Career. Yeah, good job, có nghĩa là sự nghiệp tương lai của mình đó, good job. Two classmates are discussing their future careers. Yeah, good job. Richard, my mother is an accountant for a large company. À, chữ này thì con sẽ nhấn âm lại cho cô là company, for a large company. For a large company. Không phải là company, mà là company. Mình nhấn âm đầu tiên, company. Again, again. Company. Yeah, good job. Đúng rồi Nguyên. Yeah, well done. Các bạn cũng nhớ nha, company. Mẹ tôi là, Nguyên có biết accountant là làm nghề gì không? Accountant? Con có biết accountant không? Tôi là kế toán đó. Ah, yeah, good job, very good. My mother is an accountant for a large company. Công ty như thế nào Nguyên? Công ty to hay là nhỏ? To hay là nhỏ? To. Large, đúng rồi. Large company, công ty rất là to, đúng rồi. Company là công ty đó mọi người. Company. À, mình nhấn âm đầu tiên. Company, okay. Good job Nguyên, next one. Mona, my mother works part-time as a nurse and my father is a plumber who has his own company. Very good. Ở đây là Nguyên rất là tốt nè. Ở đây có nhiều bạn sẽ đọc là plumber đúng không? Plumber, nhưng mà cái chữ b ở đây nó là âm câm. Cái letter b ở đây nó là âm câm. Âm câm có nghĩa là con sẽ không có phát âm lên. Cho nên là con sẽ nói cái chữ m này qua với cái âm bên đây thì mình phải đọc là plumber. Đâu Nguyên lặp lại cho các bạn cùng nghe nè. Plumber. Đúng rồi, plumber. Không phải là plumber đó mọi người. Plumber là gì? Nguyên biết không? Nguyên nói cho các bạn nghe luôn nè. What is plumber? Sửa ống nước. Đúng rồi, yeah. Good job Nguyên. Thợ sửa ống nước. Plumber. Okay guys, plumber, not plumber. Okay. Who has his own company. Cái kiểu này con đọc là own. 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 Again, own company. Own company. À, công ty của riêng người đó đó. Ok, thì là của riêng bố. Bố có một công ty của riêng của bố luôn. Ha, own company. Good job. Richard, my father works at a store manager. But again, store manager. Manager. À, manager có nghĩa là quản lý. À, như vậy thì store có nghĩa là cửa hàng, thì ở đây là bố của Richard thì làm với tư cách là gì? À, quản lý cửa hàng, store manager. Again, store manager.
store manager. Good job, very good. But retire in 2 years. Yeah, retire. Nghỉ hưu. Nhưng mà bố sẽ nghỉ hưu trong vòng 2 năm nữa, in 2 years, okay? Bố sẽ 2 năm nữa là bố sẽ nghỉ hưu đó, retire. Again, Nguyên, retire. Retire. Good job, very good. My uncle will take his place as he is younger and the job provides. Ở đây sau khi mà bố nghỉ hưu thì chú của Richard sẽ lên thay thế của bố này, bởi vì chú thì trẻ hơn này và công việc đấy thì cho cái lương rất là tốt. Good gì đây, để xem Nguyên phát âm như thế nào nha. A good salary. Good job, very good. Good salary. My mother will continue working for some time, yet as she really enjoys her work. Good job. Hey, các bạn thấy bạn Nguyên là nhấn âm rất là đàng hoàng đúng không? Rất là nhớ, bạn nhớ nhấn âm đuôi này rất là tốt. Enjoys. Enjoys. Đúng rồi. Mona. After high school, I will train to be a nurse like my mother. She always tell me how much she enjoys her job. I will also have a lot of flexibility. Chữ này hơi khó đọc một xíu đúng không? Flexibility. 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 Good job, Huy. Very good. Các bạn cùng cô đọc lại nè. Flexibility. 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 Good job. Very good. Next one. As a nurse, I will be able to work in many different countries. Good job. Richard, that important? Since. Good. Since. Unemployment. 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 Có nghĩa là thất nghiệp. Since. Unemployment can always be a problem. Cái sự thất nghiệp có thể là một cái vấn đề rất là lớn với mọi người, đúng không? Can always be problem. Mana, and you and your brother Paul? Good job, bạn lên giọng. And you and your brother Paul? Phường câu hỏi thì tụi con sẽ lên giọng ở khúc cuối. And you and your brother Paul? Đúng rồi, good job. Richard, I will be a firefighter because I like to be to help people, and it is an interesting job. Thay vì mình chủ đọc này thú vị đó, công việc thú vị. Thay vì con đọc là interesting thì mình sẽ đọc ba âm thôi. Interesting. Good job again. Interesting job. An interesting job. Good job. Very well done. Very good. Well done. Thì chỗ in này finance, mình sẽ đọc là interested in finance. Tài chính. Paul thì lại thấy hứng thú hơn về cái tài chính nè, về cái mảng tài chính. And will work for a bank as a stockbroker. Good job. Mona, my sister is very creative. Creative. And wants very to be good. An artist. Creative có nghĩa là gì, Nguyên có biết không? Creative. Con cô là con biết nghĩa từ này nhưng mà con quên mất rồi. Có nghĩa là sáng. Sáng tạo. Sáng tạo. Em gái, chị gái, em gái của mình thì rất là sáng tạo. Cho nên là muốn bởi vì có đầu óc rất là sáng tạo cho nên là muốn trở thành gì? An artist, đúng không? She draws very well. Very so good. She will work with my aunt in advertising. Advertising. Again, advertising. Advertising. Có nghĩa là quảng cáo đó. Ok, bởi vì giờ chị, em gái rất là sáng tạo và muốn trở thành artist nè. Cho nên là vẽ rất là tốt. Cho nên là sẽ làm việc với gì về cái mảng gọi là quảng cáo. Advertising. Ok, good job Nguyên, thank you so much. Về đáp án của những phần này thì cô sẽ sửa cho Nguyên sau. Ok, now one more friend. I want to correct one more friend. Cô sửa thêm bài của một bạn nữa nha. Cô sửa của Việt Phương nè. Ok.
Ok, bây giờ thì bởi vì Việt Phương bài chắc là sẽ cô sẽ mở thế này. Không biết là các bạn có nghe không? My future career. Ok, hello Phương, are you there? Are you there? Ok, yes, hello Phương. Can you hear me? Can you hear me, Phương? Hello Phương, can you hear me? Này, con không phải Phương, con tên là Xuân Lan ạ. Oh. Oh, okay, okay. Hello Phương. Okay. Now, I will correct your homework. Okay, I will correct your homework. I'm grade 5. This is my homework. My future career. À, cái ngày này cô cũng có sửa rồi đấy. Phương thử đọc lại cho cô nghe xem. Cô có sửa rồi đấy. Cô có sửa cho Nguyên đấy. Phương còn nhớ cái chữ đấy con đọc như thế nào không? Sự nghiệp của mình trong tương lai mình nói như thế nào Phương? My future what? Can you turn on your sound again? Can you turn on your sound? Phương còn nhớ không? Hồi nãy cô vừa sửa cho Nguyên đó. My future. À, Phương bị tắt tiếng hoài vậy ta. Hello, can you hear me? Yeah. Okay, my future. What, Phương? My future? Career. Again, career. Career. Okay, good job. Career. Very good. Two classmates are describing their future careers. Discussing. Two classmates. À, sao Phương bị tắt tiếng? Con đừng mở tiếng nha, bởi vì cô sẽ cần Phương phải phải phát âm lại những cái từ con đọc sai đó, cho nên là Phương đừng có tắt tiếng nha. Okay. Again, Phương, discussing. Discussing. Yeah, có nghĩa là bàn luận với nhau. Okay, discussing. Good job. My mother is that accountant. Accountant. For... Again, accountant. An accountant. My mother is an accountant. Accountant. Yeah, okay. Good job. Large company. Good company. Mona. My mother works part-time as a nurse and my father is a plumber. À, ở đây Phương thử từ sửa lại đâu. Chữ đấy con đọc như thế nào? Hồi nãy cô có nhắc đó. Cô có nói với lại Nguyên đó. Phương nhớ không? You remember? Cái chữ plumber thì con cần phải nói như thế nào mới đúng? Thợ sửa ống nước thì con nói là gì? Can you turn on your sound? What's wrong? À, hello Phương. Ok, như vậy thợ sửa ống nước thì Phương sẽ nói là gì Phương? What is it? Plumber, đúng không? Thì làm chưa đúng thì con... Plumber, again, plumber. One more time. Plumber. Plumber. Okay, good job. Not plumber. Okay, Phương, not plumber. Has his own company. Richard, my father works as a... Okay, bạn Dũng 4A3, bạn không đừng có bấm vào cái remote control nhé. Okay, con đừng bấm vào cái nút remote control nha. Store manager, but he will retire in 2 years. Yeah, retired. Good job. Uncle will take his place as he is younger, and the job provides a good salary. Salary, good job. My mother will continue working for some years. Bảo Ngọc ơi, Bảo Ngọc đừng có bấm vào nha, Bảo Ngọc. Con đừng bấm vào cái remote control nha, nó hiện lên đấy. She enjoys her work after high school training. To be a nurse like my mother, she always tells me how much she enjoys her job. Yes. I will also have a lot of flexibility. Flexibility. Good job. Nurse. I will be able to work in many different countries. Mm-hmm. That's important.
science improvement. Ah, since. Can. Since. Again, from since, not science. Since. Yeah, since. Good job, Fung. Very good. Always good job. Mona, and you and your brother, Paul. Yeah, đúng rồi. Bạn nhớ chọn câu hỏi đó mọi người. I will be a fighter fire mm-hmm. because I like to help people. It's an interesting job. Interesting. À, thay vì con đọc interesting thì con đổi lại interesting. For interesting in finance. And we work for bank. Again, finance. Finance. À, not finance, okay? Finance, tài chính á. Okay, good job. Stockbroker. Mona, my sister is very creative. And wants to be an artist. He draws very well. Yes. So she worked with my aunt with an advertisement. Again, advertising. Advertising. Đúng rồi, good job. Wow, very good, Phương. Congratulations, good job. Nhưng mà là Phương đọc rất là tốt nè. Chỉ có một vài từ con cần chú ý lại thôi. Ví dụ như là plumber nè. Hay là career, sự nghiệp của mình, career, ok? Đấy là hai từ mà cô thấy là Phương cần chú ý nhất đó. Good job, very good. So, hôm nay thì cô sẽ chỉ chấm được hai bài thôi, nhưng mà nếu bạn nào mà nộp bài thì cô cũng sẽ chấm. À, cô sẽ chấm rõ và cô sẽ comment vào, cô sẽ nói bằng video và cô sẽ comment vào cho mọi người, ok? Để mọi người sửa theo cô, ok guys? Now I want you guys to take a look. Các bạn giúp cô, các bạn không bấm vào cái chữ remote control nha. Ok, mọi người nhớ là đừng bấm vào cái chữ remote control nha. Bạn Huyền nè, bạn Huyền đang bấm rất là nhiều lần rồi nè. Ok, con đừng bấm vào cái chữ đấy nữa nha, nó sẽ hiện trên màn hình đó. So today we're gonna learn unit 3, working hard. You guys remember the topic? You guys remember the reading? You guys remember the reading? Working hard. Duy Tùng ơi, con đừng bấm vào nha các bạn ơi. Các bạn đừng bấm vào remote control nè. Cái chữ remote control các bạn nhớ là không bấm vào giúp cô nha. Working hard có nghĩa là làm việc chăm chỉ. Working hard, ok. Có thể là mình học chăm chỉ để mình được điểm A plus nè. Hoặc là mình làm một cái việc gì đấy. Thật là chăm chỉ. Working hard, ok. Now there will be, like every other unit, there will be a song at the beginning of the lesson, right? There will be the song, and this is the title of the song. Different twins. Is there anybody here that know the meaning of the word twins? Các bạn nào biết nghĩa của từ twins không? Can you guys raise your hand? Who knows the meaning of the word twins? Who knows the meaning of the word twins? Okay, I want to invite Nam, please. Nam, what is the meaning of the word twin? Cô cho cô từ twin là anh em. À, anh em thì chưa đủ lắm. Anh em thì chưa đủ. Twins phải có gì đặc biệt hơn nữa. Anh em là chưa đủ. Anh em là có thể là cách nhau mấy tuổi đúng không? Okay, for example, you are 10 years old. Your baby sister is 3 years old. So you are your baby sister brother, right? Còn twins thì nó có một nghĩa đặc biệt hơn một xíu. Bây giờ Nam thử nghe các bạn khác nói như thế nào nha. Ok, Xuân, please, Xuân, can you tell me the meaning of the word twins? Con bạch cô, twins có nghĩa là anh em sinh đôi ạ. Đúng rồi, ok, Nam nhớ cho cô nha, là anh em sinh đôi nữa. Đúng rồi, good job, Xuân, thank you so much. Ok, anh em sinh đôi, chị em sinh đôi. À, thì mình gọi là twins, đúng rồi. So this is the title of the song, Different Twins, ok. Actually, this song is kind of a little bit difficult for you guys to sing along. Bài này thực ra cái nhịp điệu của nó hơi khó để mà tụi con hát theo được. Cho nên là ở đây thì cô recommend các bạn listen and read. Mình đọc thì dễ hơn, còn cái nhịp điệu bài này hơi khó hát. Nhưng mà bạn nào hát được là very well done. Bạn nào mà hát theo được là rất là tốt đó. So now, you're going to listen. Okay, you're gonna listen to the song. Then I will invite 4 friends to read each paragraph from me. Okay? Cô sẽ mời sau khi các con nghe xong, cô sẽ mời 4 bạn, mỗi bạn đọc cho cô một đoạn, bao gồm cả cái đoạn này và cái đoạn chorus. À,
cái đoạn ở đây nữa. Thì ở đây nó lặp lại với cái đoạn này nè. Thì tụi con sẽ đọc cái đoạn kèm theo với cái đoạn bên đây. Okay? Now you guys gonna listen. Okay? Pay attention, guys. Gonna listen to the song. Unit 3, page 26. Working hard. Activity 1. Listen and read. Then sing. Different twins. There are two boys named Matt and Mike. Their story now begins. These two boys are not alike, even though they're twins. Mike and Matt, Matt and Mike, these two twins are not alike. Matt always cleans his room. He does his chores each day. He always studies for his tests. He has no time to play. Mike and Matt, Matt and Mike, these two twins are not alike. Mike never cleans his room. He never makes his bed. He never wants to play outside. He watches TV instead. Mike and Matt, Matt and Mike, these two twins are not alike. Which one are you like? Are you like Mike or Matt? You might be a bit like each. There's nothing wrong with that. Okay, that's the end of the song. It's a little bit hard to sing along, right? Cô thấy thì theo cô thấy thì bài này hơi khó để hát theo một chút. Ừ. Nhưng mà đọc thì đương nhiên là các bạn có thể đọc được, đúng không? Yes. Are you ready? I want to invite some friends to read each paragraph for me. Okay. Cô mời and you. Okay. Can you read the first paragraph? This from here to here. From here to here. How can you read the first one? There are two boys named Mike. À, chữ này không phải là đọc là name mà con sẽ đọc là named. Named. Name. Mm. Matt and Mute. À, Matt there. And Mike. Matt and Mike. Good job. There. Mm. There's story now. À, mình sẽ không có đọc là story, mình đọc là story. 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 Yes, story. Mm-hmm. Now quiz begins. 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 Good job. These two boys are not. Are not alike. Alike. Good job. Even how they are twins. Okay, again. Even though. Even though. Even though. À, ở đây người ta viết tắt thì mình sẽ tập nói tắt luôn nghe chứ. Con sẽ nói là they're twins. They're twins. Twins. Đúng rồi, cái chữ này, twins. Đúng rồi, chữ này đọc sẽ giống như cái chữ này nè. They're twins. Good job. Okay, rồi hai câu này nữa. Dương đọc cho cô thêm hai câu này nữa. Meet and Matt. Again. Matt and Meet. Ừ, không phải là meet mà con sẽ đọc là Mike. Mike. Mike and Matt. Good. Matt and Mike. These two. These twins. Two. These two. These two twins are not alike. Good job. Yes. Thank you, you so much. Well done. À, bạn Dương rất là tốt. Bạn còn nhấn, bạn có biết nhấn twins phải có s cho nên các bạn nhớ là twins. Okay. Well done, you. Good job. Very good job.
Now, one more friend. Can you read the second paragraph? I can see a lot of hands here, right? Let's invite, cô mời Xuân Thủy. Okay, Thủy, can you read the second paragraph? Hello, teacher. Hello, Thủy. Matt always cleans his room. He does his chores each day. He's always studies for his ở đây con sẽ đọc là studies for his test. Good job. He has no time to play. Yeah, rồi xong rồi phải quay lại hai câu này cho cô nữa nè. Mike and Mike. These two twins are not alike. Again, twins. These two twins are not alike. Good job, Thuy. Thank you so much. Now one more friend. I want to invite Ngọc Diệp. Can you read the third paragraph, please? Hi, can you read the third paragraph for me? Okay. Mike never cleans his room. Good job. He never makes his bed. Well done. He never wants to play outside. He watches TV inside. Again, he watches TV instead. Instead. Có nghĩa là okay. Thầy, he never wants to play outside. Không bao giờ muốn chơi ở đâu. Outside là ở đâu gì? Trong nhà. Ở ngoài. Ở ngoài. Đúng rồi. Không bao giờ muốn ra ngoài chơi mà chỉ thay vào đó. Instead. Thay vào đó là chỉ muốn làm gì thôi Diệp. Thay vào đó bạn Mai chỉ muốn làm gì? Chỉ muốn ở trong nhà và xem TV. Đúng rồi. Mai chỉ muốn ở trong nhà và xem TV thôi. Ok. Còn hai câu nữa. Diệp đọc cho cô nghe hai câu này nè. Mike and Max. These two twins are not alike. Good job. Are not alike có nghĩa là không giống nhau. Well done. Alike có nghĩa là giống nhau. Thì các bạn thấy hai bạn là sinh đôi nhưng mà tính tình không có giống nhau. Một bạn thì lúc nào cũng làm gì? Dọn phòng nè, làm việc nhà hoặc là study nè. Còn bạn còn lại, bạn Mike thì sao? Never. Okay. Good job, guys. Now the last paragraph. I'm going to invite one more. Let's invite a boy, okay? Let's invite a boy. I want to invite cô xin mời bạn. Cô mời Xuân An nè. Okay, Xuân An, can you read the last paragraph? Which one are you like? Are you like Mike or Matt? You might be a bit like each. There's nothing wrong with that. Rồi con đọc cho cô nghe cái hai cái câu in nghiêng nữa. Mike and Matt. These two twins are not alike. Không có giống nhau. Are not alike. Bạn thích bạn nào hơn? You like Matt or Mike? You might be a bit like each. Có thể là con á, có thể là giống với bạn này một chút, bạn kia một chút, đúng không? There's nothing wrong with that. Không có việc gì sai hết. Chẳng hạn như cái việc mà mình ví dụ như con thích lúc nào mình cũng thích studies, không có thời gian để chơi nhưng mà cũng không sao hết, hoặc là ví dụ mình thích xem TV cũng không sao hết. There's nothing wrong with that. Nhưng mà mình phải biết canh chỉnh, đúng không? Không được xem quá nhiều, hoặc là đương nhiên là mình phải học bài để mình làm bài kiểm tra thật là tốt, đúng không? Yes. So there are two questions that I would like you guys to answer. Do you often clean your room? I want to ask someone. Do you often clean your room? Let's ask Bảo Khôi. Do you often clean your room, Khôi? Do you often clean your room? Yes, I clean my room. Yeah, how can you clean your room? You clean your room? I clean the floor. You clean the floor with a mop or with a... with a broom or with a mop. Con lau sàn đúng không? Thì con quét nhà hay là con lau nhà?
You mop the floor or you sweep the floor. Mop the floor là con lau lau sàn nè. Còn sweep có nghĩa là con quét nè. Thì con làm việc nào? Sweep or mop? I wash. Hi, okay. Mm-hmm. Thay vì mình nói là wash, you can say mop the floor. Okay. Lau nhà đúng không? Thì con có thể dùng là mop the floor. Do you organize your desk? Con có dọn lại, ví dụ như trên bàn học của mình nè, con có bao giờ dọn dẹp lại ví dụ sách vở của mình để sao cho nó ngăn nắp không? Yes or no? Yes, I clean now. Mm-hmm. But I'm not it very dirty. Okay, okay. Good job, boy. Thank you so much. Now, one more friend. I will invite Thảo, please. Thảo. Okay, cô xin mời Thảo nè. Do you often clean your room? Do you often clean your room, Thảo? Sometimes. You clean your room sometimes? Okay. How many times a week? How many times a week? Or a month? Như vậy thì thường thì một tuần hay là một tháng thì Thảo nghĩ là Thảo dọn phòng mình bao nhiêu lần? How many times a month or a week? One time a week. Okay, yeah, you just like me. Okay, Thảo giống cô vậy đó. We are alike. Chúng ta giống nhau đó. I sometimes clean my room too. Once a week. Once a week, just like Thảo. Yeah, good job. Very good. Good job. Thank you, Thảo, so much. Now, one more friend, okay, to answer number one. One more friend to answer question one for me. I will invite there's a problem with the internet. So I cannot hear you guys. I cannot hear you guys well. I'm really sorry. Hiện tại là mạng của cô nó bị lag cho nên là cô không thấy các bạn. Nhưng mà chắc là các bạn vẫn nghe thấy cô đúng không? Nên các bạn đợi cô một xíu nha. Đợi cái mạng nó ổn định lại một xíu. Ở đây thì cô chưa nhìn thấy được mọi người. I cannot see you guys. I'm so sorry. Can you guys hear me? Cô đang I think I can see Trang now. Cô nhìn thấy được Trang rồi mà. Mạng cô vẫn còn yếu. Trang, can you hear me, Trang? Can you hear me? Let me turn on the mic for Trang. Can you hear me? Can you hear me, Trang? Trang có thấy cô mở mic cho Trang không? You see that I turn on your mic? Can you guys hear me? You guys can hear me, right? Cô nghĩ là các bạn nghe thấy cô đúng không? Nhưng mà bên cô có vẻ là do mạng cho nên là máy cô đang bị đứng. I cannot see you guys. I'm so sorry. Wait a little bit. Các bạn giúp cô, các bạn đợi cô một xíu nha. Wait a little bit.
I can see you guys now. I can see you guys now. Oh, thank God. Cô tưởng là cô không vào được luôn ý. Okay. Okay. Now you guys please answer question 2. I'm so sorry for you guys for keeping you guys waiting. Okay? Hồi nãy cô có mời Trang đúng không? Trang có nghe thấy cô mời lúc nãy không? Lúc nãy cô mời, cô nhìn thấy Trang mà Trang cô không thấy Trang mở micro được. Can you do me number 2? Yeah. Okay, thank you Jay so much. Can you answer number 2? What do you do to help your mother in your free time? What do you do to help your mother in your free time? If you have free time, what can you do to help your mother? Can you see the screen? Trang có nhìn thấy cái slide của cô không? Yes. Okay, what can you do? Con có thể làm gì để giúp mẹ à? Trong khi mà ví dụ con có thời gian rảnh thì mình có thể làm gì để giúp mẹ? What can you do? I cook dinner with my mother. Yeah. Yeah, good job. Wow, you cook dinner with your mother. That's good. What else? Do you help your mother wash the dishes? Do you help your mother wash the dishes? Do you help your mother, for example, prepare dinner? Like you take out the dishes, take out the bowls, take out the chopsticks, and you put it on the table. Yeah, good job. Very well done. What else? Do you help your mother take out the trash? Do you know take out the trash? Đổ rác. Trang có giúp mẹ đổ rác không? Yes. You did that too. Ah, I know one thing. You help your mother babysit your baby sister, right? Yes. Trang, cái là còn phải giúp phụ mẹ trong em nữa đúng không? You babysit your baby sister. Yeah, good job, Trang. Thank you so much. One more friend, okay? Cô mời Vinh nè. Vinh, can you answer question 2 for me? What do you do to help your mother in your free time? I help mother cook rice. Ah, cook rice. Yeah. What else? What else? Do you help your mother mop the floor or sweep the floor? Vinh có giúp mẹ gọi là lau nhà hay là quét nhà không? Mop the floor or sweep the floor? I help mommy sweep the floor. Ah, sweep the floor too. Very good kid. You are a very good kid. Good job. Ah, do you have a pet, Vinh? Do you have a pet? A dog or a cat? No, I don't. You don't have a pet. It's okay. Yeah, good job, Vinh. Thank you so much. Now, one more friend. One last friend, okay? One last friend. Let's invite... Cô mời Vân Nhi nè. Nhi, can you answer question 2? What do you do to help your mother in your free time? It's cookie. You cook? Cookie. You cook? You cook? Yes. Yeah, you cook dinner or lunch or breakfast? Lunch. You help your mother cook lunch. What else? Do you mop the floor or sweep the floor? Con có lau nhà hay là quét nhà phụ mẹ không? What about wash the dishes? Do you know how to wash the dishes? Nhi có biết rửa bát không? Do you know how to wash the dishes? Wow, that's very good. Good job, Nhi. Okay, thank you so much. Well done. Các bạn ở đây, cô thấy bạn nào cũng giỏi trơn. Bạn nào cũng có phụ mẹ với, có phụ bố với phụ mẹ làm việc nhà hết. Well done, guys. Very good job. Good job. Cho nên là bạn nào mà ở đây các bạn muốn nghe lại bài hát thì mình có thể xem lại video bài giảng để tụi con tập hát theo bài này. Okay, you can sing along with the song. So now we move to some vocabulary. Okay, there are only 4 vocabularies. Very simple one. Very simple one. Now I will, you guys repeat after me, okay? The first word. When you look at this picture, okay, you guys can write in the chat box. Can you tell me what is the first word in Vietnamese? Can you guess? What is the first word in Vietnamese? Can you guess the meaning? Can you guess the meaning? Okay. Ví dụ Ngọc đáng là cái thùng rác. Châu đáng là rác thôi. Có nhiều bạn, chủ yếu là các bạn đáng ra được là rác, thùng rác đúng không? Now guys, you guys gonna listen, okay? Repeat after me. Trash.
trash. Trash, trash, trash. Trash, trash, trash. Okay? Và ở đây cái nghĩa của mình nó không phải là thùng rác mà nó chỉ là rác thôi. Okay? Trash, chỉ là rác thôi. Trash, okay? Ví dụ như cô nói hồi nãy cô có hỏi Trang đó, Trang có take out the trash không? Take out the trash. Take out the trash có nghĩa là Trang có vứt rác hay không? À, thì mình đâu, nếu mà trash mình không thể nào nói là vứt cái thùng rác đi được đúng không? Vứt rác thôi, take out the trash. Ở đây cô cũng nói âm vào nè. Take, nó có cái âm k ở đuôi đúng không? Thì thay vì mình đọc là take out, out thì có con nối vào. Take out the trash. Take out the trash. Okay? And now the second word. Bây giờ mình học xong hết 4 từ thì bây giờ cô sẽ cho các bạn đọc một lần luôn nha. Now the second word. I think you guys know this word. Từ này cô nghĩ là khá là dễ nè. This word is pretty simple for you, right? Dish. 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 Yeah. A dish. Okay, guys. A dish. A dish. Một cái đĩa thì mình mới đọc là a dish. But if you have 1, 2, 3, 4, 5, you don't say 5 dish. You say 5 dishes. 5 dishes. The plural form of this word is dishes. Đây là cái từ ở dạng số nhiều nè. Thì các con sẽ đọc là dishes. Dishes. 5 dishes, 10 dishes, 2 dishes, 1 dish. A dish. Okay? Một cái thì đọc là dish. Nhưng mà từ số nhiều là hai cái trở lên thì mình sẽ đọc là dishes. Dishes. Okay? Good job, guys. Now, next one, you have a verb. Ở nãy giờ mình đã học hai đây danh từ, thì bây giờ mình có một cái động từ là feed. You guys know this word, right? Có nghĩa các bạn nhớ từ này mình đã từng học rồi đó. Feed the what? The cat. Feed the cat, feed the dog, feed the hamster, feed my baby sister. À, feed có nghĩa là cho ăn. Ví dụ như Trang cho em gái ăn đi. Trang có thể nói là I feed my baby sister in the afternoon, for example. Chiều nào Trang cũng tự tay cho em ăn hết. Hoặc là I feed the dog 3 times a day. À, con cho con chó của con ăn 3 ngày, 3 lần một ngày. I feed my dog 3 times a day. So you have the verb feed. Feed, okay? Feed, cho ăn. And the last one you have wash, very simple, right? You guys know wash, wash my hands, wash my face. À, và có một cái nữa, wash thì các bạn cũng hiểu là rửa đúng không? Rửa tay, rửa mặt. À, rửa chân, wash my feet. Or you can have wash my hair. Nhưng mà wash my hair thì mình không thể nào nói là rửa tóc được đúng không mọi người? You cannot say wash my hair là rửa tóc. À, các bạn ở trên livestream cũng lưu ý cho cô nè. Wash my hair thì đương nhiên khi con dịch ra con cũng hiểu là gội đầu đúng không? Mình gội đầu thì mình có cụm là wash my hair. Wash my hair. Ha. Nhưng mà khi mình nói rửa tay, rửa mặt thì mình sẽ nói là rửa tay, rửa mặt. I can see you Dũng. I can see you, Dũng. Dũng không có làm ở trên camera như vậy nha, Bùi Minh Dũng. Ok. Now, you guys, I will invite one friend. I will invite one friend. Ok. And then you're going to read the 4 words for me. Ok. Let's invite. Cô mời Tường Vi, please. Can you read again the 4 words for me? Yeah. The first word. What do you have? Trash. Trash. Good job. Yeah, trash. Good job. What about this word? This. Yeah, một cái đĩa thì con nói là a what? Vi? This. Dish cái âm sh ở cuối con phải làm sh mạnh lên. A dish. A dish. A dish. A good dish. Job. Yeah, well done. Còn nếu mà từ số nhiều thì sao? Vì con còn nhớ từ số nhiều không? Nếu mà hai cái đĩa trở lên thì mình phải nói là two what? Two dishes. À, đối với số nhiều thì từ này là Vi nhớ cho cô, con sẽ thêm es chứ không phải là thêm s không mà con sẽ thêm es, okay? Vi đọc tiếp cho cô luôn hai động từ cuối cùng nè. The first one. Ví dụ con cho mèo ăn thì con nói như thế nào? Cho mèo ăn là feed. Feed.
Feed the cat. Good job. Well done. Feed the cat. Và cuối cùng, ví dụ bây giờ con nói cho cô là rửa mặt thì con nói như thế nào? Rửa mặt thì mình phải có như thế nào? Wash face. Ah, wash face. À, ví dụ mình rửa mặt của mình thì mình nói là wash my face. Okay, good job, V. Well done. Now one more friend. One more friend, please. One more friend. Let's invite, cô mời Phương Anh nè. Phương Anh, can you read again the four words? Trash. Trash, good job. Dish. À, còn nếu mà nhiều cái đĩa thì sao Phương Anh? Chồng đĩa luôn. Dish, again, again. One more time. Dishes. Good job. Next one. Ví dụ bây giờ Phương Anh cho con chó của mình ăn thì mình nói như thế nào? Mình có nuôi một chú chó, mình cho chú chó ăn thì mình nói là gì? Feed the dog. Ah, feed the dog. Feed the dog. Well, good job. À, bây giờ con có rửa tay thì con nói như thế nào? Rửa hai tay của mình. Wash hand. À, wash hai tay của mình thì cái chữ hand của con phải có gì nữa? Hai tay lận mà, hai bàn tay của mình. Wash hands. Đúng rồi, chính xác. Wash hands. Very good, Phương Anh. Thank you, guys. So the four words are pretty simple, right? Bốn từ này rất là đơn giản, đúng không? Thì ở đây cô sẽ có thêm một task one. À, thì các con chỉ việc listen and then you're going to say, okay? You listen and then you read this one. À, mình nghe và mình phát âm theo cho cô thôi. Đây là bốn câu ví dụ nè, okay? You guys gonna listen from number one to number four. Then I will invite one friend to read all four sentences for me, okay? Unit 3, page 27. Activity 2. Listen. Point and say. 1. I make my bed. 2. I walk the dog. 3. I practice the piano. 4. I take out the trash. Yeah, those are the four, five sentences. I wash the dishes. Okay. So now, number one to number four. Okay, Khuê, please. Ngọc Khuê, can you read from number one to number four for me? I make my bed. Good job. Make my bed. Okay, Khuê cho cô biết là make my bed có nghĩa là gì? Make my bed. Can look at the picture. What is she doing? After you wake up, After you wake up, what do you have to do with your bed? Sau khi con ngủ dậy, after you wake up, what do you have to do with the bed? Con phải làm gì với cái giường của mình? Bây giờ mình ngủ là gối nè, gấu bông nè, mền mình quăng lung tung hết. Thì bây giờ mình phải làm gì với cái giường của mình, Khuê? What do you have to do? Xếp mền. Đúng rồi, xếp mền, dọn lại gối vào đúng vị trí, đúng không? Thì cái này nó có nghĩa là make my bed đó. Có nghĩa là con dọn giường của mình lại, ha, sắp xếp lại, xếp mền gọn vại. Đúng rồi, Khuê, so again, make my bed. Make my bed. Ok, các bạn cũng nhớ cho cô nha. Các bạn ở lớp cũng như các bạn trên livestream, các bạn nhớ nha, make my bed, dọn giường của mình đó. Ha, các con sắp xếp lại mền gối đó. Yes, good job. Number two, Khuê, number two. Walk the dog. I walk the dog. Good job. I walk the dog. Very good. Có nghĩa là mình làm gì, Khuê? Number two. Đi bộ. À, không phải là mình đi bộ đâu, mà mình walk the dog. Có nghĩa là mình cho ai đi bộ? Dạ, mình dắt chó đi bộ. À, dắt đi dạo đó. Đúng rồi, mình dắt chú chó đi dạo đó. Thì mình có cái chữ là walk the dog. Okay, walk the dog. Good job. Number three, Khuê. Number three. I practice the piano. Yeah, I practice the piano. Again, I practice the piano. I practice the piano. À, có nghĩa là con làm gì? What do you do? Nó giống như là mình chơi đàn vậy đó. À, thì ở đây practice là nó theo nghĩa là như con luyện tập đàn, con luyện đánh đàn đó. Mình luyện cái việc đánh đàn thì mình sẽ có practice the piano. Okay? And number four, the last one, Khuê, the last one. Out the trash. À, hồi nãy cô có nói là mình có thể nối âm vào được đó đâu. Khuê thử đọc lại cho cô xem. Bây giờ con nối âm cái chỗ take với chữ out thì con nối lại con đọc như thế nào? I take out the trash. Again, I take out. I take out the trash. Good job, the trash. À, cái chữ sờ, cái âm sờ cuối chữ trash mạnh lên. Trash. I take out the trash. I
take out the trash. Good job. Okay, thank you, Chris, so much. Now, one more friend. I want to invite, cô mời Trường Giang, please. Trường Giang, can you read the four sentences for me? Can you read the four sentences? Yeah. Okay, number one, Giang, number one. I make my bed. Yeah, I make my bed. Good job. Number two. I walk the dog. I walk the dog. Again, I walk the dog. I walk the dog. Yeah, number three. Number three. I practice the piano. Yeah, I practice the piano. Last one, number four. I take out the trash. À, ở đây kỳ nãy cô có nói con nối lại thì con nói như thế nào? Take out. Again. Out. Again, one more time. I take out. Take out. I take out. The trash. À, take out là mình vẫn chưa nói vào cái âm take. Cái chữ take có phải con phải có âm khờ ở đuôi đúng không? Thì bây giờ con nói cái chữ out vào luôn thì mình sẽ có là take out. Take out. Take out. Yes, good job, Zhang. Well done. Take out. Very good. Thank you so much. Now, one more friend. One last friend. Một bạn cuối cùng nè. I want to invite Văn Đạt, please. Nguyễn Văn Đạt, can you turn on your mic? Con bấm vào cái nút màu xanh có cái chữ unmute ra, con thấy chưa? Yes, good job. Now, can you read from number one to number four? I make my bed. Good job. Number two. I wash the dog. I walk the dog. I walk the dog. Good job, good job. Number three, number three. I practice the piano. Again, I practice the piano. I practice the piano. Good job, number four. Okay, Đạt nhớ cho cô, take out, okay, number four. I took count. Good job. The. Good job. Well done, Đạt. Good job. Well done. Thank you so much. Cảm ơn các bạn nhiều. Thank you. Now, okay, you don't have much time left. So now I want you guys to listen again from number 5 to number 10. Mình không còn nhiều thời gian nữa. From number 5 to number 8. Mình sẽ nghe lại cho cô thêm 4 câu này nữa. Rồi về các bạn có thể tập luyện thêm. Okay, guys, I will let you guys listen to this one. Okay, các bạn đợi cô một xíu nha. 7. Activity 2. 5. I wash the dishes. 6. I go to soccer practice. 7. I study. 8. I feed the cat. Very simple, right? Now, just one last friend. Một bạn cuối cùng, một bạn nào làm mẫu cho các bạn để các bạn về có thể tập luyện lại nha. I want to invite Bob, please. Can you read again from number 5 to number 8 for me? Number 5, I. Yeah, Bob, can you read now? Con mở tiếng rồi đó, con có thể đọc được rồi đấy. I. Wash the dishes. À đúng rồi, the dishes, các bạn thấy số nhiều. Rửa chén thì mình phải không thể nào mình nói là wash the dish là một cái đĩa được. Mình rửa chén bát thì mình phải có rửa nhiều cái đúng không? Cho nên là mình mới dùng số nhiều ở đây là dishes. I wash the dishes. Again, Bob, again. Number 5. Wash the dishes. Good job. Number 6, number 6. I go to soccer practice. Again, I go to soccer practice. I go to soccer practice. Practice. Again, practice. Yes, good job. Soccer practice. Good job. Hồi nãy các bạn có cái chữ practice. Practice the piano là cái động từ là mình luyện tập chơi piano. Còn cái chữ practice ở đây nó sẽ là danh từ.
À, có nghĩa là buổi tập đáp anh đó, thì tụi con biết là mình muốn đáp anh thì mình phải tập luyện nhiều đúng không? Mình phải có những cái buổi tập luyện đá với nhau đúng không? Thì những cái buổi đấy mình gọi là soccer practice. Ok, number 7, ball number 7. I study. Ví dụ bây giờ bao ví dụ cho cô. À, ví dụ con học tiếng Anh thì con nói là gì? I study English. Good job. I study English. Very good. Để mà bổ sung cái câu mình nó đầy đủ ý hơn thì các bạn có thể nói là mình học môn gì? Ví dụ I study English, I study geography, I study PE. Okay, good job. Number 8. Ball number 8. I feel the cat. Again, I feed the cat. I feed the cat. À, rồi con, nếu mà con không cho mèo ăn, bây giờ con cho chú chó của mình ăn thì sao? Mình nuôi con chó thì mình nói là gì? Feed the dog. I feed the dog. Very good. Good job, Bob. Thank you so much. Very well done. Okay. So right now it's 9 o'clock, right? So time is up. À, bài tập về nhà thì cô sẽ không nói ở đây, cô sẽ về cô đăng vào Zalo. Các bạn cũng biết cái group Zalo của mình đúng không? À, cô sẽ đăng vào Zalo kỹ. Và các bạn nhớ cho cô nộp bài thì phải đúng cú pháp là gì? Họ tên lớp thì các con viết cái gì cũng được hết, mình viết như thế nào cũng được, nhưng mà quan trọng là tụi con phải cắt ra. Ví dụ họ tên cô, ghi họ tên cô nè, đây là họ tên cô nè, cô viết sao cũng được, viết không dấu, có dấu gì cũng được hết. Rồi cô cắt ra, phải có cắt ra rồi mới có hashtag là MS. Đấy, viết khoa hay không viết khoa cũng được luôn ha. Các bạn nhớ là mình viết như thế này chứ mình không có viết sát lại nha. Các con nhớ, và ở trong cái hashtag thì mình phải viết sát MS2. Đấy, viết như thế này thì khi cô bấm vào cái chỗ này nè, cái chỗ này mình có thể bấm vào được thì cô mới thấy bài của tất cả mọi người nộp cho cô được. Còn bạn nào mà không biết đúng như thế này là các thầy cô sẽ không có duyệt bài cho mình. Ok, các bạn nhớ nha. Bạn nào mà mình nộp bài cũ mà còn chưa được đó, các bạn làm sai cú pháp. Ví dụ như cô thấy bài của Tùng nè, Thế Tùng nè, con bị sai cú pháp đó, thì con về con chỉnh lại, sau đấy thì nộp lại cho cô là được. Ok, như vậy bài tập mới thì cô sẽ đăng vào Zalo sau. Hôm nay thì mình chỉ học đến đây thôi. Ok guys, I'm very happy to see you guys today on Saturday. Well done guys. Ok, so today we stop here and I will see you guys again on Monday. Ok, remember to do the homework. Ok guys, bye bye everybody. See you guys later. Goodbye. 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 Goodbye.